Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc một cô gái bị nam thanh niên khống chế sàm sỡ ngay tại nhà trọ. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 28 tháng 6, cô gái đi xe máy vào nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa thì bị một nam thanh niên đeo kính, mặc đồ đen xông vào khống chế sàm sỡ, mặc cho nạn nhân phản kháng. Sau đó nam thanh niên bỏ chạy. Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm cô gái về nhà trọ, nam thanh niên đã đứng sẵn trước cổng. Lãnh đạo công an phường Kim Liên cho biết đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh. Người đăng tải đoạn video clip trên là chủ khu nhà trọ.